Chiều 14 tháng 11, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa mổ cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị đạn bắn vào đầu. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân B, 12 tuổi, ngụ thị trấn EAK, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk với vết thương ở đầu do trúng đạn từ súng tự chế. Bệnh nhân được chẩn đoán bị vết thương sọ não do hỏa khí, vỡ sọ thái dương hai bên, tụ máu dưới màng cứng hai bên, dập não, xuất huyết não. Các y bác sĩ đã mổ cấp cứu hơn 3 giờ đồng hồ để lấy ra viên đạn có kích thước 4x4mm. Bác sĩ Huỳnh Như Đồng cũng cho biết sau ca phẫu thuật bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.